heaven. Alo Nhung à? Ừ anh đây. Ừ ừ nhá, cứ em cứ ở nhà xong rồi anh đến giờ đấy. Ờ ừ, ờ. Ừ. Ừ, đợi anh lúc nhé. Anh đang đi đường rồi. Thời tiết nó hơi nắng đấy em ạ. Đấy thì em cố gắng là đẩy cái tiến độ nhân công cho anh nhá. Xong rồi thừa thiếu người, xong rồi bố trí người cho anh, để xong rồi anh còn một công trình nữa đấy. Em cũng bảo mọi người là sắp xếp làm nhanh lên, chủ người ta bảo bàn giao lại công trình ấy, bàn giao lại nhà để đến ngày lên nhà mới. Bây giờ đến Tết là họ một cái công trình ở phía Nam ấy là họ bắt mình phải xong đấy. Đấy thì em cố gắng thúc giục cho anh ấy nhá, vì anh cứ long đong công việc nên là nhiều công trình quá. Giúp anh cái đấy nhá. Em sẽ nhắc mọi người.
cùng nhà chờ anh lâu chưa? Em vừa mới xuống thôi. Hôm qua cái bản kế hoạch cái công trình mới đấy thì anh giao cho Nhung làm được chưa? Em làm xong rồi, em cầm đi rồi. Anh có muốn kiểm tra lại không ạ? Ừ, anh đang đi xe nên là em cứ để đấy, xong rồi tí nữa có gì đến công trình xong rồi anh kiểm tra sau nhé. Vâng. Em hàng ngày em vẫn đến em khảo sát tình hình ý. Sau em đôn đốc mọi người là làm cho kịp tiến độ. Thì anh cũng nhờ tất cả và em đấy, thì em có một có em làm thư ký trợ lý cho anh thì cố gắng giúp đỡ anh những cái công việc như thế nhé. Vâng. Anh giao toàn quyền cho em là em xử lý những công việc ấy cho anh đấy. Vâng. Anh ơi, cái công trình mình ở đằng kia kìa. À đấy, rồi. Sắp đến rồi đấy. Đấy đấy là một công trình mới đấy phải không? Vâng, vâng. Xong rồi có gì anh em mình đến đấy. Thank you.
nhà vườn đó mà. Đây, này họ san lấp mặt bằng hết rồi, chờ ngày để khởi công đấy. Đây, em vào đây cho mát. Đây thì những cái vỉ kèo này này cho anh em bắn làm sao để cho nó chắc chắn vào nhé, không thì mưa gió này nọ rồi nó ảnh hưởng đến cái lượng xi của mình để trong này đấy, với lại cái máy móc của mình đấy, cũng cẩn thận như thế đấy. Rồi lại cái thấp xuống hay là em cũng nhắc nhở cố gắng giúp anh cái đấy. Bên chủ nhà nó xem là ra chưa nên làm việc. Alo. Alo. Chú Phượng à? Chú ra chụp công trình ấy xem là bản thiết kế với anh em cháu đang đến công trình rồi. Xong rồi có gì chú thu xếp ra sớm nhé. Đây là cái diện tích của cái mặt sàn dưới này này. Đấy, nó rơi vào tầm độ 200m2 đấy. Đấy là những cái móng cột này. Đấy. Thì em chú ý cho thợ làm cẩn thận cái khu này nhé. Tại vì mình đến bước nào là mình phải làm cẩn thận bước đấy. Không sửa được đâu. Đây là cái mặt sàn của tầng 1 đấy bác này. Bên công ty cháu là anh em cháu thiết kế xong rồi. Đây em cầm cho. Thì đây là những cái phần mà ở trên đỉnh của cái mặt sàn đấy là cái dầm đây. Đấy, cái đường dầm của mình này. Đấy. Thì bên công ty cháu thiết kế rất chặt chẽ. Thì có thể là kinh phí nó sẽ lên một tí. Thì bây giờ đây là những cái dầm cột này. Rất chắc chắn luôn các bạn. Sắt của anh em cháu là toàn phi 18. Đây là bản thiết kế này nó rõ ràng lắm, từ chi tiết từ những cái phần móng để đi đến phần mái thì anh em cháu sẽ cho người đến làm chắc chắn của nó, đến làm chắc chắn cho. Thì như vậy thì các cháu là căn cứ vào cái bản thiết kế này là chi tiết từng người. Công việc thì đến làm giúp cho gia đình thì mọi chi phí mọi cái thì nó có thể có cái nó phát sinh như gì thì hai bên đều bàn bạc để đi đến cái thấp nhất. Thì đến mùng 8 này thì cháu cho anh em đến khởi công đó. Thì bác yên tâm nhé, bác chỉ cần vào nhận nhà thôi, bây giờ là cái dịch vụ của bên cháu là nó trọng gói rồi bác. Vâng, cháu cảm ơn bác đã nhé. Còn đây xong rồi cái gì cháu đi cháu hoạch định lại xem cần thiết cái gì, xong rồi cháu bảo thư ký bên cháu là họ làm tiếp những cái ngày đấy là tiếp tục. Ok, em xong rồi làm gọn gàng cái chỗ này đây, em xong rồi đây.
Thế là cái gốc này xong rồi mình cho nó gọn vào hả? Thắt cái này ra đây. Nặng lắm, không làm được. Đây. Nhưng mà chủ nhà họ thân thiện lắm, họ giao tin tưởng đến công ty của mình đấy, thì em cố gắng cho người làm tiến độ cho nó kịp mà làm chuẩn cho anh nhé. Vâng, em sẽ liên hệ lại với mọi người. Đây xong rồi. Anh đưa Nhung vào cái công trình mới này, công trình số 2 của mình đấy. Đấy thì bây giờ là cái công trình này tiến độ nó đang được đang vào hoàn thiện rồi. Đấy, vào chát rồi đấy, thì chắc công trình này từ giờ đến hết tháng này là xong thôi mà. Nó ngay đây hả? Đây em, đến rồi đấy.
quay lại nhà người dưới. Chơi kiểu này.
Thank you.
ganh con. Ganh để tao đi qua đi mà. Nhưng mà bây giờ thời tiết là nó còn rồi. Đấy, tầm 6 giờ rồi. Thì bây giờ là anh đưa Nhung về nhá. Xong rồi có gì em lên cái bản thiết kế với lại kế hoạch của cái công trình số 1 ấy. Đấy, xong rồi lên bản này cho anh đến mùng 8 này họ khởi công đấy.
Đồ nữa không có, đồ nữa hết. Sao này nhìn chú đây nhỉ? Chú ơi, chú có làm sao không chú? Chú chào nhau nhé. Chú làm sao đấy? Chú chân chú đang đau. Chú đang đi đâu đấy mà chú cần cháu giúp đỡ gì không? Chú chân đau quá, chú đang đi tìm con gái. Con gái chú mỏi đi mấy ngày này. Và chú đi tìm mãi cũng thế. Con gái chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em đi lâu chưa? Thank you.
Tết là gì hả chú? Chân chú đau thế này thì tối rồi chú làm sao mà một mình chú làm sao chú đi tìm được? Phải ra con gái chú không có nhớ quá mà gia đình chỉ có hai bố con. Bà này thì cháu thương lắm, cháu sẽ cố gắng, cháu sẽ giúp chú tìm được con gái cho chú. Cháu nếu mà cháu giúp được chú thì chú cảm ơn cháu nhiều. Con gái chú thì có một cái dạng người nhưng mà đây cháu có hình ảnh của con gái chú đấy, để chú cho cháu xem, xong rồi cháu giúp chú nhé. Con gái chú đi hướng nào chú? Chú thì không biết là nó hôm đấy con chỉ đến nó là có nhà bố ở nhà để con ra con gặp bạn nhà con một tí. Thế sau này từ lúc ấy là con nó mất, nó bỏ nhà đi từ lúc bấy giờ. Đấy. Thì chú cho cháu xem cái hình ảnh của con gái chú. Đây con gái của chú đấy. Có lẽ là cháu biết cô này chú ạ. Có thật không cháu? Có lẽ cô này cháu biết chú ạ. Thật không cháu? Đây chú để cháu xem lại. Cô này tên Hương. Ừ đúng rồi, tên là Hương. Nhưng mà cháu gặp cách đây lâu ngày chưa nhỉ? Vâng chú yên tâm. Có gì cháu sẽ giúp chú tìm được con gái cho chú. Thế là cháu cố gắng là giúp chú với nhé. Vâng. Đây thì bây giờ là cầm đây, ngồi lên xe cháu. Chúng tôi cảm ơn cháu trước. Chú cho cháu hỏi chú tên là gì ạ? À? Chú là chú Chiến ạ. Chiến à? Con gái chú tên là Hương. Vâng. Có lẽ cô con gái của chú là cháu biết đấy ạ. Thế là cháu đã gặp con gái chú à? Chú cứ yên tâm, việc này xong cháu khắc giúp chú tìm được con gái cho chú ạ. Chú may quá, chú có một đứa con gái mà nó bỏ nhà đi. May quá lại gặp cháu, đúng rồi coi như chú cảm ơn cháu trước nhé. Vâng ạ. Còn nếu không gặp cháu thì chú cũng biết chú tìm con gái chú ở đâu được. Vâng, chú cứ giữ gìn sức khỏe, yên tâm chăm lo cái chân cho nó đỡ đau, xong rồi cháu cố gắng cháu giúp chú cái việc này. Chú cho cháu hỏi là cô Hương đấy mới lại chú có chuyện gì xích mích nặng nề quá không hả chú? Không, hai bố con nhà chú chẳng có chuyện gì xích mích cả cháu ạ. Vâng. Chỉ có hai bố con là chú rất thương con gái chú. Nhưng vâng. Mà không hiểu lý do gì mà nó đã bỏ nhà nó đi. Vâng ạ. Cháu ơi, còn xa nữa không cháu ơi? Chú yên tâm, sắp đến rồi chú ạ. À, nhà, ừ. Vâng. Thank you.
đi ra đấy, ra đấy. Đây chú đi thẳng vào đây. Đây. Vâng. Đây. Đi dần. Đây chú nghỉ một lúc xong rồi cháu đưa chú vào trong này. Thôi nào đi đi đi, chú đang lâu rồi. Chú đi dần thôi. Đây chú bình tĩnh cho nó, để cháu vào cháu giải thích cho em với lại chị của em của cháu đấy. Chú đứng đây cháu nó đi nhanh nhé. Vâng, chú đứng đây đợi cháu lúc.
Bây giờ thì đứng lên nhé. Đứng lên dậy. Ui. À, đây xong rồi có gì em tạo cho em một cái sự bất ngờ nhé. Đây em hỏi như lại em.
cháu đưa chị với lại em với lại chú về nhé. Cháu này để dành cho bác bảo chú. Thôi không có gì, chú chân chú đau mà. Ừ, chú cảm ơn nhé. Đây. Đây, tôi chị ở lại nhá, để em đưa Hương với lại đây mình. Khổ thân chú quá. Không phải khóc đâu con ạ. Dạ vậy nghe. Bố. Chị ơi, em về đây. Chị vào đi. Vào nhà đi nhé. Đây cái chân của chú có đau không? Không, em không cần đâu, em cứ ngồi đây. Đây chú đá xuống rồi có không? Chưa khỏi thật nên nhớ con hay là chú đi gượng nó đau. Ôi chú ơi, cháu bán này. Ôi cháu đưa chú với lại em được gặp gỡ rồi. Đấy. Thì cố gắng là hai bố con bùng bọc cho nhau. Thì cháu chả biết giúp đỡ gì chú với em cả. Cảm ơn cháu nhé.
không có chú, à không có cháu thì không có chú, không biết là tìm con gái chú ở đâu. Hôm nay có cháu rồi nhưng mà lại đi công trường cháu lại gặp cháu là đấy để cháu giúp chú rồi, cảm ơn. Cảm ơn em nhé. Thôi vấn đề này chú không phải khách sáo đâu, cái này cháu giúp đỡ mà. Nhé. Ừ, cháu biết nhà chú đây thì nó đi làm qua đây với mình. Chơi chú. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Thôi giờ thời tiết cũng về trưa rồi thì cho cháu xin phép chú với lại em Hương nhé. Thì cho cháu xin phép về để dịp khác. Dịp khác đi công trường xong rồi có gì em qua nhé. Hôm nào rảnh anh cầm chú nhá. Rồi chào chú nhá, chào em nhá. Chào anh nhá. Sai lầm mọi cái đều có hướng giải quyết và về đến nhà rồi con không phải khóc nữa. Sai rồi bố. Về nhà rồi bố sẽ tha lỗi cho con nhé. Từ lần sau con không được thế nữa nhé. Từ lần sau con đi đâu con phải nói với bố nhé. Con xin lỗi bố. Không làm được cái gì, thế con về đây ở đây với bố với chị với Dũng với bố để một hai ngày nữa, thì xong rồi con về. Đấy, xong rồi cứ con cứ ở đây với chơi với bố với chị mấy ngày nữa. Con gái thì thương bố tí chứ không phải là anh để mình bố hay chị thì chân đau không làm được. Thế giờ cứ nhân thế nhé, cứ ở đây thôi. Để xem chân tay của chị xong có quẩy chứ không về có rửa cho chị cái thì nhờ nhé. Để bố đi làm cái này.
bao chưa nhỉ? Tính nhiều bông rồi, tính nhiều bông rồi. Thank you.
thiếu thì lấy cái hộp kia nữa. Thank you.
nó bỏ vào luôn đó. Bằng bằng đó. Nhá. Con ngay thì biết. Ah!
Thank you.
nhiều xương lắm. Lại. Cái đấy nó có chân trên này cứ xót một tí rồi xong rồi nó lại lên. Đấy, một loại thì nó rạch cái đường dưới này một nửa này, còn đường trên này là được tầm 2 tuần. Nó có chân dưới này một tuần, nhưng cháu đang sợ đường dưới này nó đang há mồm luôn. Công nghệ.
Có nhẹ. Thế bác em. Ôi, cô đấy nhìn dễ không? Bác có nhìn thấy không bác? Nhìn thấy. Lưu chân ra đây chị đặt ở giữa chân. Mà đừng. Đây nó không mũi một. Cái này là bị từ bao giờ?
Thả con bé đấy ra bố. Con này thả ra nhé. Bố thả ra. Ôi trời ơi. Con bé còn nấu. Bố mình con to nhỉ? Chắc ăn con đấy thôi nhỉ? Ỉ, hôm nay được con to thế. Thôi, thôi nhá. Vâng, thôi bố, lên đi bố. Để 4 phút nữa. Thank you.
Bố đánh được con cá to thế. Hôm nay con ăn bè bố đánh. Con ăn bè cháy. Hai trẻ ăn cơm đi. Hôm nay con ấy cắt được chỉ chân rồi. À thế. Vâng. Bác sĩ nó cắt rồi. Vâng, khô hết rồi. Em đưa con đi cắt. Vâng. Con bốn cơm nhé. Con rồi con cắt chỉ. Con ăn. Đi ăn lại. Chị Hương nấu ngon quá. Chân này hôm nay chắc là không đau nữa anh nhỉ? Vâng, hơi chân tím như thế rồi. À. Có phải chắc nó lại khô hết mồm vậy hôm nay. Còn nó phải dùng miếng nước á. À. Cứ phải cẩn thận nhiễm trùng chứ. Ăn nào cá đi con ơi. Vâng. Bố ăn đi bố, bố ăn nhớ lúc trẻ. Ăn đi. Ăn đi. Ba con đầy con không khóc được cho bố. Nè bè. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ê, bộ này, bố ơi, em ơi, bò. Đấy, có trứng.
Bố ăn đi bố. Chị mà cho bia vào nấu ăn nó ngọt lắm, khác hẳn luôn. Chị ăn rồi ạ? Ăn vặn cá được không ạ? Dây em có, không bị tay. Muốn xem ao còn con cá nào không thì hay là có con gà, con vịt thì bắt em con. Nhầm cứ to như này mãi rồi. Hay bắt cho em con cá bố. Đấy, không bảo mấy con, con mà. Thôi bố ạ. Trời đây đủ rồi, chắc con xin phép con đi bà ạ. Thôi, ở đây chơi mấy hôm nữa. Ở đây bố với chị một hai hôm nữa. Ở gia đình vẫn ở đây chơi bố với chị. Thôi em cũng chơi mấy ngày rồi thôi, tại bà thôi. Ở gia đình cũng nhiều việc. Thôi bà. Và chị nó chân tay nó cũng đỡ. Wow. Các chị cũng đắc rồi. Qua lại cho này đây chơi đi bố mấy bữa nữa. Bố với đánh cá cho con anh rồi. Vâng. Thôi con đi về đây bố ạ. Uống nước đi. Uống nước về cho nó sớm nhé. Thế có gì cho con cho chị nhé. Chân giữ gìn sức khỏe chân đi ít thôi nha. Em về đây. Rồi, vào cái bên này, đi ra kia bắt xe. Vâng.